Mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh Minh Hải nhà đất Kiên Giang. Và hiện tại em Hải đang có mặt ở hẻm Lê Hồng Phong, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau lưng cái sở xây dựng quý anh chị, cách đường Nguyễn Trung Trực của chúng ta thì tầm khoảng là vài trăm mét nha. Thì hôm nay em Hải giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị một ngôi nhà xinh xắn nha, vừa mới hoàn thiện xong. Có diện tích thì ngang là khoảng 5 mét, dài là 5 mét, nhưng thực tế thì nó dài tới 36 mét nè quý anh chị. Full thổ cư, nhà là một trệt một gác ha, nhìn rất là đẹp luôn, rất là xinh xắn. Ở đây thì phong cách xây dựng nhà năng động và trẻ trung, thích hợp cho những cặp vợ chồng mới ra riêng ha. Mình làm việc ở bệnh viện đa khoa nè, gần quảng trường Trần Quang Khải, hoặc là những khu vực ngay trung tâm thì nên quan tâm đến căn nhà này, thì cái giá nó rất là rẻ luôn. Trung tâm thành phố giá chỉ có 650 triệu thôi, nhà full thổ cư. Lộ hiện hữu ở đây là 2 mét ha, cái này là mình đi xe máy thì hai chiếc đi qua là vô tư ha. Có hướng là đông nam. Nhà thiết kế rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp nha quý anh chị. Đó. Phía dưới nè, cầm có một cái phần lối cầu thang á, thì trống thì quý cô chú anh chị có thể bố trí sofa ở đây ha. Đây là bếp nè, một phòng ngủ ở dưới luôn, rất là tiện lợi ha. Và một toilet. Đây là cái vị trí trước cửa nhà của chúng ta ha. Đây là cái phòng ngủ ở tầng dưới nè, thì phòng ngủ này thì chủ đã bố trí sẵn cho chúng ta giường nè, tủ, tranh ảnh. Trần nhà lập la phong cho quý anh chị, tường thì chủ ốp gạch lên tầm khoảng 1 mét cho chúng ta ha. Nhà rất là xinh xắn, rất là đẹp luôn. Chủ đã gắn sẵn cho chúng ta những cái quạt trần để tạo gió mát nha quý anh chị, mình về mình lắp thêm máy lạnh vẫn ok ha. Ở phía bếp thì chủ ốp tường, ốp gạch lên trên tường nè, cao lên tới trần nhà luôn. Và phía toilet thì chủ bố trí rất là rộng rãi nha, chiều ngang tầm khoảng là 1,5 mét lận, dài do đó là 2 mét. Chủ bố trí sẵn cho chúng ta cái bồn lavabo nè, bồn cầu kính và cái kệ ha, có sẵn giờ sen nha quý anh chị. Này thì vợ chồng mà về thì xách vali vô ở thôi, nhà đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thực tế của nó là dài 6 mét nha quý anh chị, tới khoảng hơn 9 cục gạch, em gạch này gạch 6 tấc nha. Đây là phần không gian trên gác ha. Gác thì chủ bố trí ở đây một phòng. Ở đây quý anh chị về có thể ngăn thêm một phòng ở ngoài vẫn được nha. Đây, một phòng vẫn được. Phòng này thì chủ cũng bố trí sẵn cho chúng ta một cái nệm ha, để chúng ta nằm nghỉ ha. Lập la phong, đèn đầy đủ cho chúng ta ha. Có sẵn cái quạt gió nè. Nhà mình có thêm một cái ban công để dẫn ra ngoài nha quý anh chị. Ban công này thì chủ ốp gỗ ha. Đây là khuôn viên của đường hẻm nè. Ở phía trước mặt đối diện đó là sở xây dựng nha quý anh chị. Dân cư rất đông ha. Ở đây thì chủ đã thiết kế chúng ta sẵn một cái sào quần áo mà ship đó nè. Hướng đông nam. Giá 650 triệu ngay trung tâm thành phố Rạch Giá luôn. Để biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này, xin quý anh chị vui lòng gọi số điện thoại mà em Hải ghi trên clip nha. Một lần nữa em Hải xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.